Mai Tuấn cảm ơn sự trở lại của quý vị để tiếp tục câu chuyện chào buổi sáng. Thưa quý vị, câu chuyện về Biển Đông mà chúng tôi đã từng nói đến trong mấy lần vừa qua với anh Vũ Trung và ngay cả ngày hôm qua Mai Tuấn cũng nói về máy bay chiến lược B-52 của Hoa Kỳ chúng ta vẫn còn bay ở trên vùng trời Biển Đông. Và một câu hỏi lớn đã được đặt ra, có phải Hoa Kỳ tuy vậy vẫn chưa có rõ rệt như một ngày lắm, có phải Mỹ đang ngầm gửi một cái thông điệp về vấn đề Biển Đông cho Trung Quốc hay không? Nhất là tại ở Trung Quốc, khi mà Tổng thống Donald Trump phát biểu, và đặc biệt khi ông Thứ trưởng Ngoại giao của chúng ta là ông John Sullivan đã đưa ra tuyên bố cho rằng Washington vẫn tiếp tục các cam kết quan hệ đối tác chiến lược với khối ASEAN và Mỹ, cũng như ủng hộ thực thi các luật pháp quốc tế, trong đó có tự do hàng hải ở Biển Đông. Đó là lời của ông John Sullivan, thưa quý khán thính giả. Hoa Kỳ vẫn tiếp tục, cũng như Mỹ liên tục đưa máy bay B-52 đến Biển Đông và Biển Hoa Đông. Và phải chăng Hoa Kỳ của chúng ta đang chơi cái trò già nắn thì rắn buông với Trung Quốc? Thứ trưởng Ngoại giao Sullivan đã chia sẻ sau khi đã cùng làm ngồi chủ tọa cuộc họp cấp bộ trưởng giữa Hoa Kỳ và các quốc gia khối ASEAN bên lề cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York tuần vừa qua. Ông nói như thế này: chúng tôi tái khẳng định quan hệ đối tác chiến lược của chúng tôi với khối ASEAN, và chúng tôi bàn bạc cái sự cam kết của quý vị về một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương mở rộng và tự do với khối ASEAN. Đó là trọng tâm của Hoa Kỳ chúng tôi. Trong đó, các quốc gia độc lập với nền văn hóa và nguyện vọng khác nhau có thể cùng nhau phát triển thịnh vượng trong môi trường hòa bình và tự do, chứ không phải độc tài. Ông nói thêm, suốt cuộc họp của chúng tôi đã nhấn mạnh sự cam kết của chúng tôi về việc duy trì luật pháp quốc tế, trong đó tự do hàng hải ở Biển Đông là chính. Ông nói thêm về vấn đề Biển Đông, đã có sự đồng nhất, mọi thành viên tham gia cuộc họp, trong đó có Hoa Kỳ, đang tìm giải pháp cho vấn đề tuyên bố chủ quyền chồng lấn. Ông Sullivan còn mạnh mẽ nói thêm như thế này, thưa quý khán thính giả: một quốc gia nào có không một quốc gia nào, chứ không phải là một quốc gia, không một quốc gia nào, quá tuyệt vời câu nói này, không một quốc gia nào có quyền đơn phương giải quyết vấn đề Biển Đông. Chúng tôi muốn luật pháp quốc tế phải được thực thi và bảo đảm một tiến trình hòa bình. Tôi xác nhận có sự đồng thuận, một cam kết giữa chúng tôi và khối ASEAN về luật pháp, không phải các hành động đơn phương của một quốc gia. Quá hay và quá tuyệt vời. Chúng tôi sử dụng cái từ mà Tổng thống Donald Trump hay dùng, rất tuyệt vời. Ông Thứ trưởng Ngoại giao thay cho Mike Pompeo, thay cho chính quyền của Tổng thống Donald Trump, dứt khoát nói rõ với các đối tác của khối ASEAN trong cuộc họp bên lề Hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York tuần vừa qua, hôm 27 tháng 9, như vậy: không một quốc gia nào có quyền, không một quốc gia nào có quyền tuyên bố ở những vùng biển đang chồng lấn như thế này. Việt Nam, Đài Loan, Phi Luật Tân, Brunei, Malaysia, Indonesia, những quốc gia đó đang chồng lấn. Ông lấy sức mạnh, ông bảo cái này là của tôi. Ông lấy sức mạnh, ông bảo cái này là chúng tôi, là chủ quyền bất xâm phạm của tôi. No. Ông John Sullivan đã cho biết rõ như vậy. Và như câu hỏi đã được đặt ra ngay ở từ đầu đề, phải chăng Hoa Kỳ, thưa quý khán giả, đang già nắn rắn buông và đang thách thức Trung Quốc ở Biển Đông? Thế giới ai cũng đều thấy như vậy. Và chúng tôi cũng đã từng nói rằng Anh Quốc, Pháp Quốc và Úc Đại Lợi đã nắm tay nhau cùng với Hoa Kỳ. Ông John Sullivan còn nói mạnh đến nữa là không những ở Biển Đông mà lại còn mở rộng ra cả Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Ngoài Biển Đông, cái sự trừng phạt Triều Tiên cũng là một vấn đề đã được Thứ trưởng Ngoại giao John Sullivan đưa ra.
Ông nói thêm là các nước thành viên của khối ASEAN phải cam kết tiếp tục thực thi các biện pháp trừng phạt Triều Tiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đúng như ngày hôm qua mà chúng tôi đã nói về cái cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm 15 thành viên, trong đó Hoa Kỳ mà ông Mike Pompeo, Ngoại trưởng của Hoa Kỳ, đã chủ tọa, cũng đưa ra một cái lời rõ rệt như vậy. Hôm nay, ông John Sullivan, Thứ trưởng Ngoại giao, khi họp bên lề Hội đồng Liên Hợp Quốc với các quốc gia khối ASEAN, dĩ nhiên khi nói các quốc gia khối ASEAN thì trong đó có Việt Nam của chúng ta, Việt Nam, chính quyền Việt Nam. Đất nước là đất nước Việt Nam, nói chung, nhưng mà chính quyền ngày nay là chính quyền Cộng sản. Tiểu quý khán giả, đó là một cái điểm son mà chúng ta có thể nói rằng thì là ông John Sullivan đã vạch ra thay cho Tổng thống Donald Trump, thay cho Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo. Bây giờ chúng tôi gửi tới quý vị một cái bản tin khác mà có lẽ một hình thức nào đó chỉ mũi dùi về Tổng thống Donald Trump. Đó là Đức vừa lên án chủ nghĩa dân tộc và bảo hộ mậu dịch. Đức lên án chủ nghĩa dân tộc và bảo hộ mậu dịch. Chủ nghĩa dân tộc và thái độ ai thắng thì sẽ lấy hết, ai thắng thì đã được sẽ gọi là lấy toàn bộ, giống như chúng ta chơi bài vậy, đang làm tổn hại tính kết nối kết của các quốc gia châu Âu. Vừa rồi, thưa quý khán giả, là lời tuyên bố của Thủ tướng Đức bà Angela Merkel. Bà đã phát biểu như vậy chỉ 2 ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ của chúng ta Donald Trump đã bác bỏ chủ nghĩa toàn cầu và ca ngợi chính sách nước Mỹ trên hết, America First. Tổng thống Donald Trump đã lặp lại và đã hùng hồn đưa ra cái chính sách này ở trong bài phát biểu của ông ở Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ông ca tụng những thành quả của Tổng thống mình, tức là của ông Trump đó, trong hơn 1.5 năm. Và trong cái bài phát biểu đó thì như chúng tôi cũng đã có dịp nói qua tuần trước với anh Vũ Trung, cử tọa ngồi yên chả có đón tiếp, đón tiếp bằng sự im lặng, rồi có những người cười ruồi. Cái đường lối dân tộc chủ nghĩa và bảo hộ mộ dịch của Tổng thống mà bà Merkel nói với những người cung đảng bảo thủ với bà tại một sự kiện ở cái quỹ họp, đó là cái quỹ Konrad Adenauer bằng tiếng Đức ở Berlin, rằng Liên minh châu Âu và Đức đang phải đối mặt với thời khắc bước ngoặt. Tổng thống Trump đã đe dọa rút Mỹ ra khỏi Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Đây là một tổ chức đã có lâu đời. Và bà nói rằng nếu điều này thành hiện thực thì một trong những nền tảng của kinh tế thế giới thời hiện đại mà chính Washington của chúng ta đóng vai chủ chốt là một trong những nước được hưởng lợi nhiều nhất. Bà nói rằng sẽ bị suy yếu. Một trong những nước đứng đầu và lại hưởng lợi nhiều nhất mà bây giờ lại rút chân ra thì bà nói rằng chắc chắn là sẽ hết thôi. Tổng thống Donald Trump của chúng ta cũng còn hồ nghi về giá trị của khối đồng minh NATO, vốn là cái hòn đá tảng trong hợp tác an ninh xuyên đại Tây Dương trong gần 70 năm qua. Tổng thống Donald Trump của chúng ta hồ nghi, và ngay cái thời gian cách đây gần 1 năm, Tổng thống Donald Trump nói là muốn rút chân ra và muốn giải tỏa NATO nữa. Và bà Angela Merkel nói thêm, có lẽ diễn biến mang tính đe dọa lớn nhất đối với tôi là chủ nghĩa đa phương đang bị sức ép. Châu Âu đang bị tấn công từ bên trong lẫn bên ngoài. Nói đến đây thì chúng tôi muốn nhắc lại cái câu chuyện ngay khi Tổng thống Donald Trump vào Nhà Trắng thì bà Angela Merkel từ Đức đã bay sang thủ đô Washington. Và lúc đó chúng tôi còn nhớ rằng báo chí không phải là chế nhạo nhưng mà tường thuật một cách rõ rệt là Tổng thống Donald Trump đã dành cho bà Angela Merkel một sự đón tiếp lạnh nhạt. Đấy, ngay cả ông Emmanuel Macron, Tổng thống của nước Pháp, chào đón Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania ở cái ngày độc lập July 4th, tức là 14 juillet, tức là 14 tháng 7, ngày lễ độc lập của nước Pháp. Tổng thống
và phu nhân đã tham dự cuộc duyệt binh của nước Pháp, được ông Emmanuel Macron mời, đã hồ hởi về nhà, cũng tuyên bố là cũng muốn có cuộc duyệt binh vĩ đại như vậy ở Hoa Kỳ. Cho đến nay thì vẫn chưa có chuyện đó. Tưởng rằng cái mối thân thiện giữa ngài Tổng thống Donald Trump với ông Emmanuel Macron sẽ được phát triển, thế nhưng cũng không được bao nhiêu. Rồi mới đây khi mà ông Macron sang lại Washington, rồi lại gặp nhau ở trên New York nhân dịp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, cũng không mặn mòi bao nhiêu. Và chúng ta nhớ rằng bà Angela Merkel cũng như ông Emmanuel Macron của Đức và Pháp, rồi ngay bà Theresa May cũng thế của nước Anh, là ba cái nước đầu tàu mà Đức là nước đi tiên phong mạnh nhất về kinh tế và quân sự của châu Âu, không mặn mò gì với Tổng thống Donald Trump. Cái tuyên bố của bà Angela Merkel mới đây như chúng tôi gửi tới quý vị cho thấy rằng thái độ của bên châu Âu, và họ có hành động rồi. Ngay cả cái chuyện mà Tổng thống Donald Trump rút ra khỏi cái thỏa hiệp về biến đổi khí hậu ở Paris, quý vị nhé, cách đây hơn một năm, cái thỏa hiệp này đã được hơn 150 quốc gia ký ở tại Paris, Tổng thống Donald Trump rút ra. Và tai hại hơn nữa là cái thỏa thuận khối P5+1 mà Tổng thống Donald Trump nói rằng đây là một thỏa thuận tồi, để hiện nay lại đưa ra những biện pháp trừng phạt đối với Iran nữa. Chúng tôi nhìn những khía cạnh thì thấy rằng Tổng thống có những cái khía cạnh rất tốt để đi những quyết định, nhưng mà cái chuyện rút ra một cách nhanh chóng và chưa có sự đền bù một cái lỗ hổng, làm cho sự xáo trộn, và nhất là đối với sự tín nhiệm của những quốc gia đồng minh của mình, một phần nào đã làm mất đi cái sự tín nhiệm, cái chữ tín nó là ở chỗ đó. Và khi nói đến Hoa Kỳ, dĩ nhiên là nhiều quốc gia thù địch như Iran, như Bắc Hàn, thì họ đã từng tuyên bố là không tin Tổng thống Donald Trump được. Cái chuyện đó thì cũng dễ hiểu thôi. Nhưng mà Tổng thống có đường lối của ngài, Tổng thống có chính sách riêng của ngài. Chỉ tiếc một điều, nếu Tổng thống Donald Trump của chúng ta nghe, có nghĩa là phải nghe hết, biết nghe và biết từ từ, thì có lẽ chuyện đã đổi khác một phần nào, thưa quý khán giả. Dĩ nhiên America the First mang sự giàu mạnh vào cho đất nước, cho người dân. Nhưng mà trong thế giới ngày nay không thể một mình, chơi một mình. Mời quý khán giả trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại.